thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục có nhiều hoạt động ngoại giao với các nước trên thế giới, nhất là các nước lớn. Đây là những hoạt động bình thường nhằm tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhằm mở rộng quan hệ quốc tế, tiếp tục duy trì và nâng cao các quan hệ đã có, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. Thế nhưng bên cạnh những cái nhìn thiện cảm, những nhận định, đánh giá khách quan về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và thành công của các hoạt động ngoại giao nổi bật ấy, đâu đó vẫn còn những cái nhìn thiển cận, những nhận định phiến diện, suy diễn chủ quan của một số nhân vật thù địch, phản động, thiếu thiện chí chuyên tìm cách chống phá Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gần đây và việc hai nước nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện là một ví dụ. Chúng ta chẳng lạ, đối ngoại là lĩnh vực trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động nhằm vào để chống phá Việt Nam. Chúng bịa đặt, phủ nhận những thành tựu của công tác đối ngoại, xuyên tạc quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Thực tế, trong hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng trong công tác đối ngoại. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với gần 200 nước. Việt Nam đã nâng cấp quan hệ và tạo ra mạng lưới đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 33 nước, trong đó có tất cả các nước lớn. Việt Nam đã chính thức tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, ký kết 16 hiệp định thương mại tự do với sự tham gia của khoảng 60 nền kinh tế. Quan hệ đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng được mở rộng và tăng cường với các chính đảng ở các nước khác nhau trên thế giới theo hướng đa phương và đa dạng hóa các quan hệ. Trong bối cảnh thế giới phức tạp, Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục khẳng định, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Nếu ai đó cố tình nói rằng, nước này, nước kia bị thiệt hại khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ ngoại giao, nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ sẽ làm ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước, Việt Nam điều chỉnh quan hệ nhằm thiết lập liên minh mới, dựa vào nước này để chống nước kia, thì đó là hành động, luận điệu cố tình bóp méo, xuyên tạc, bịa đặt nhằm mưu đồ xấu, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, kích động chia rẽ quan hệ giữa Việt Nam với các nước, mưu toan làm phức tạp tình hình, gây hoài nghi, mất ổn định, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân Việt Nam vào đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Việt Nam kiên quyết lên án và đấu tranh bác bỏ những luận điệu, chiêu trò sai trái đó.